Hoàng Yến xin mời toàn thể quý vị cùng đến với xứ Nghệ thân thương, nơi có nhiều làn điệu dân ca như ví, dặm, hò du làm say đắm lòng người. Và một trong những tác phẩm được nhiều người yêu thích tại nơi đây đó là ca khúc điệu Ví Dặm Là Em của nhạc sĩ Quốc Nam, lời thơ Lê Quang Thắng. Trong tác phẩm này, tình yêu quê hương đất nước được khắc họa rõ nét với lời ca xúc tích chứa tình giàu hình tượng, với giai điệu mềm mại đậm chất vùng miền chứa đựng tình cảm sâu sắc. Ca khúc đã thể hiện nỗi niềm của những người con xa quê hương, và ngày hôm nay xin được trân trọng gửi tặng tới toàn thể quý vị và bà con cô bác qua giọng ca của doanh nhân Duy Phương. Kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Rồi một chiều chợt nhớ quê hương, nghe em hát dân ca xứ Nghệ, câu hát ru như một thời thuở bé. Ta về bên bài tuổi thơ xưa, điều ví quê hương giữa bốn bề bận rộn. Đất quê mình còn nghèo lắm người ơi, sao điều ví cứ nặng tình đến thế? Nào nào lòng đứa con ở nơi xa, mời anh về xứ Nghệ nghe khúc hát sông quê, ai đi xa mồ đó nghe thân thương như dòng sông thua nhỏ, ai là ai quen sao nỡ không về. Anh cứ đùa em nó cho và nó lấy, sao mềm lòng ngồi hát để anh nghe. Khúc dân ca có từ trong máu thịt, không thể dối lòng. Làm sống lại một hôn quê, tôi viết tặng em bài ca lần đầu gặp gỡ. Bởi chia xa không nói được nên lời, nhưng điều ví theo anh về mãi mãi, anh cứ mơ hoài. Điều ví dặm là em, mời anh về xứ Nghệ nghe khúc hát sông quê, ai đi xa mồ đó thân thương như dòng sông thua nhỏ, ai là ai quen sao nỡ không về. Anh cứ đùa em nó cho và nó lấy, sao mềm lòng ngồi hát để anh nghe. Khúc dân ca có từ trong máu thịt, không thể dối lòng. Làm sống lại một hôn quê, tôi viết tặng em bài ca lần đầu gặp gỡ. Bởi chia xa không nói được nên lời, nhưng điều ví theo anh về mãi mãi, anh cứ mơ hoài. Điều ví dặm là em, anh cứ mơ hoài. Điều ví dặm.
Vâng, Duy Phường xin cảm ơn các quý vị khán giả đã dành tặng cho Duy Phường những tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Chúc cho quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.